Bà Tân Vlog lộ diện sau khi bị chê vì phẫu thuật thẩm mỹ, dung nhan mới như gái đôi mươi. Bà Tân Vlog được nhiều người biết đến qua những video làm các món ăn siêu to khổng lồ. Sau nhiều năm hoạt động, cuộc sống của bà vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Gần đây, bà Tân gây chú ý khi tiết lộ hình ảnh được con trai đưa đi thẩm mỹ viện. Sau thời gian trùng tu nhan sắc, bà Tân Vlog tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc được con trai đưa đi du lịch. Trên trang cá nhân của mình, bà Tân đăng tải bức ảnh đi du lịch Sapa cùng con trai kèm theo dòng trạng thái Sapa đẹp nhưng có cái gì đó lạ lắm. Theo đó, bà Tân diện trang phục dân tộc và nở nụ cười rạng rỡ như gái đôi mươi. Có thể thấy mặc dù đã là U60 nhưng trong bà vẫn rất trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Phía dưới bài viết, mọi người đã dành nhiều lời khen cho hai mẹ con bà Tân Vlog. Hai mẹ con đẹp quá, bà Tân có bộ quần áo rất đẹp, bà Tân nay nhìn trẻ quá cơ. Bên cạnh đó, không ít người cũng đã phát hiện ra điểm khác lạ trong bức ảnh của bà Tân chính là đôi giày của hai mẹ con. Có lẽ vì đường đến thác nước nổi tiếng ở Sapa hơi khó khăn nên mẹ con bà Tân phải đi đôi giày đặc biệt. Ngoài ra, mọi người cũng không quên chúc hai mẹ con bà Tân có một chuyến du lịch vui vẻ và hy vọng bà luôn trẻ trung, có nhiều sức khỏe để làm thêm video dành tặng khán giả. Có thể thấy, bà Tân hiện tại đang có một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy bên các con của mình. Trước đó, bà Tân gây xôn xao dư luận khi chia sẻ hình ảnh bà cùng con trai đến một thẩm mỹ viện, kèm theo dòng trạng thái, cứ ngỡ bà mới tuổi đôi mươi. Được biết, do trước giờ đều bận bịu với công việc đồng án và không quan tâm đến làn da của mình, nên bà Tân cảm thấy bản thân có phần lớn tuổi hơn so với bạn bè đồng niên. Do đó, mẹ con bà Tân Vlog đã lặn lội vào tận Sài Gòn để trùng tu nhan sắc. Sau một thời gian ngắn sử dụng các thiết bị tiên tiến, phần nếp nhăn hằn sâu trên trán của bà Tân Vlog đã mờ đi rất nhiều. Bên cạnh đó, làn da của bà Tân cũng đã trở nên trắng sáng hơn. Bà Tân Vlog từng là cái tên gây bão mạng xã hội một thời vì những món ăn siêu to khổng lồ và những câu nói cụp mắt hết sức đáng yêu của người phụ nữ U60. Xin chào tất cả các cháu, cuộc đời bà gần 60 nồi bánh chưng, các cháu có thấy bà ngầu không? Vóc dáng nhỏ bé cùng phong cách giản dị của bà Tân cũng là một trong những yếu tố khiến bà trở thành nhân vật được nhiều người yêu mến và ủng hộ. Thời điểm khi còn nổi tiếng, bà Tân Vlog đã có thể làm nên kỳ tích, cán mốc 1 triệu người đăng ký trên YouTube và đạt nút vàng chỉ sau 13 ngày hoạt động. Bà còn được xác lập kỷ lục người phụ nữ là nông dân được nút vàng YouTube trong thời gian nhanh nhất tại Việt Nam. Thời điểm nổi tiếng, bà Tân Vlog từng gây bất ngờ khi ghi danh chương trình Thách Thức Danh Hài. Sự mộc mạc duyên dáng của hiện tượng mạng từng giúp bà thành công chọc cười các giám khảo ở những tình huống đầu tiên nhưng lại bị loại ở vòng cuối cùng. Mặc dù vậy, bà và con trai vẫn được giám khảo thay mặt chương trình gửi tặng tiền thưởng 5 triệu đồng. Trước thiện chí của ban giám khảo Thách Thức Danh Hài, bà Tân từ chối và mong muốn anh giúp bà dùng số tiền thưởng này vào việc từ thiện. Bà Tân tâm sự tham gia chương trình là để biết đây biết đó, nếu được phần thưởng bà cũng không lấy. Cuộc đời bà cũng gần cuối rồi mới đi được bước vào sân khấu siêu to quốc gia này là thỏa lòng mãn nguyện rồi. Trước khi vào đây thi Thách Thức Danh Hài, bà cũng đã nói với các cháu là thi cho biết đây biết đó, cho vui, chứ có được phần thưởng cũng không lấy. Do đó hôm nay được giải thưởng nho nhỏ này thì bà gửi lại các cháu để làm từ thiện cho những hoàn cảnh nghèo vượt khó. Bà cũng gần hết đời rồi mà làm vlog bà gặp thời nên được các cháu ủng hộ nhiều, do đó bà mới có điều kiện vào Sài Gòn chơi hưởng thụ, chứ không gặp thời thì vẫn phải đi đào vữa cấy thuê thì cũng không đủ kinh tế để đưa con vào đây vui chơi đâu các cháu ạ. Hành động và chia sẻ của bà Tân Vlog khiến các giám khảo và khán giả chương trình không khỏi xúc động. Ở thời điểm hiện tại, bà Tân Vlog vẫn duy trì chuyện làm những món ăn siêu to khổng lồ đăng tải trên mạng xã hội. Bà còn lập hẳn một kênh YouTube với nội dung tương tự để kéo tương tác nhưng có vẻ không được thường xuyên như xưa. Dù đã không còn ở thời kỳ hoàng kim nhưng bà Tân vẫn kiếm được số tiền không nhỏ từ YouTube. Hiện tại mẹ con bà Tân đang sở hữu cơ ngơi 3 tầng khá rộng lớn tại Bắc Giang. Căn nhà được bà xây từ năm 2009 và cứ mỗi năm lại hoàn thiện thêm một hạng mục từ tiền tiết kiệm. Không thể phủ nhận rằng sự nổi tiếng thu nhập từ YouTube đã giúp mẹ con bà Tân có cuộc sống ổn định hơn.